Vào đúng 0 giờ ngày 3 tháng 8 thì MV Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng MTP đã ra mắt và thu hút đến hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ. Tuy nhiên ngay sau đó thì ca khúc này đã bị tố là đạo nhạc của các ca khúc quốc tế. Và đây không phải là lần đầu tiên chàng ca sĩ gốc Thái Bình dính đến nghi vấn là đạo nhái mà có vẻ như tất cả các sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng thì đều có một dấu ấn rất riêng là bị tố vay mượn thậm chí là đạo nhái. Ca sĩ Tùng Dương đã công khai chia sẻ ý kiến của mình trên trang cá nhân. Anh cho rằng giải cống hiến 2016 đã trao giải ca sĩ của năm cho Sơn Tùng, tiếp tay cho sự đạo nhái, làm thụt lùi nghệ thuật nước nhà. Chúng ta đừng nhầm lẫn về sự ảnh hưởng để sáng tạo, phát triển để thành đạo nhái. Vốn liếng, trí tuệ của người nghệ sĩ đó có cạn hay không thể hiện ngay ở sản phẩm âm nhạc của họ. Hãy dung dưỡng cho những giá trị đúng đắn, tử tế, thực chất lâu dài để không góp phần làm méo mó và xuống cấp các giải thưởng của nền nghệ thuật nước nhà kèm theo lời chia sẻ, Tùng Dương còn không ngại đính kèm một đường link bài viết về nghi vấn đạo nhái của Sơn Tùng NTP. Việc Tùng Dương lên tiếng chỉ trích Sơn Tùng tuy nhận được nhiều sự đồng tình của người hâm mộ, tuy nhiên cũng có không ít người lo lắng nam ca sĩ sẽ bị fan của Sơn Tùng xúc phạm không thương tiếc. Bởi trước đó, ca sĩ Thanh Duy chia sẻ bất ngờ về sự trùng hợp của chúng ta không thuộc về nhau và We Don't Talk Anymore trên trang cá nhân của mình, hay ca sĩ Bảo Thi Lưu Hương Giang Lang Khuê chỉ chia sẻ MV We Don't Talk Anymore trên trang cá nhân nhưng đều bị fan của Sơn Tùng buông lời chỉ báng thậm tệ. Chia sẻ với phóng viên của VTC, nhạc sĩ Anh Quân cho biết, mỗi lần sản phẩm của Sơn Tùng ra mắt thì đều có dính nghi án đạo nhái, nó thành nhàm chán và anh không quan tâm vì có nói ra thì có ai xử lý đâu, vẫn đâu vào đấy. Khi ra mắt MV, chúng ta không thuộc về nhau. Sơn Tùng và ekip tự đặt cho mình một kỷ lục mới là 24 tiếng đạt 10 triệu view. À, đây được xem là một điều khó có thể xảy ra ngay cả với các sản phẩm của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Thế nhưng vì những điểm giống nhau cả về âm nhạc lẫn về mặt hình ảnh của Sơn Tùng ở sản phẩm này nên rất nhiều người bao gồm cả các anti-fans cũng vào xem MV để tìm sự giống nhau, xem có đúng là chàng ca sĩ Thái Bình đạo nhạc hay không và đây có thể là cách giúp Sơn Tùng nhanh chóng xác lập kỷ lục mới. Hiện MV này đã có gần 5 triệu lượt xem trên YouTube. Vâng, mới chỉ qua hơn một ngày thôi đúng không ạ? Và còn để trả lời chính xác cho câu hỏi là Sơn Tùng có đạo nhạc hay không thì cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trên thế giới việc kết luận một ca khúc bị gắn mác là đạo nhạc cũng không thể chỉ ra dựa trên một ý kiến của cá nhân mà luôn cần đến một hội đồng thẩm định riêng với rất nhiều những tiêu chí xem xét